Với hàng trăm ca bệnh được ghi nhận trong cả nước những ngày qua, tình trạng lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở y tế đang báo động, đòi hỏi các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là các phòng khám tư nhân, càng phải siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch. Ngay sau khi xác minh có bệnh nhân COVID-19 tới khám chữa bệnh, phòng khám đa khoa Việt Pháp ở thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ được khử khuẩn và phong tỏa hoạt động. Với đặc thù tập trung đông người nên công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch tại các cơ sở y tế được đánh giá phức tạp và nhiều khó khăn. Cơ sở khám chữa bệnh thì hàng ngày tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Do đó khi phải đóng cửa hoặc là phong tỏa, tạm dừng hoạt động thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Những cái đối tượng đến các cái cơ sở khám chữa bệnh là họ đến từ rất nhiều địa phương khác nhau. Công tác điều tra, truy vết những người liên quan là khó khăn. Hầu hết các ca bệnh COVID-19 được ghi nhận tại Hưng Yên đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ổ dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Ca Tân Triều. Trong đó, Hưng Yên đã ghi nhận 4 trường hợp lây nhiễm COVID-19 tại phòng khám tư nhân trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Điều này cho thấy vẫn có sự lơ là trong công tác phòng dịch, đặc biệt là tại các phòng khám tư nhân quy mô nhỏ. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Những chỉ đạo này đang được các cơ sở y tế tư nhân chủ động thực hiện. Việc đeo khẩu trang thì được xếp hàng đầu, phải đeo đúng cách, che kín được mũi, miệng. Quán triệt toàn thể nhân viên và bác sĩ ở đây cũng phải nhắc nhở bệnh nhân để giữ các khoảng cách an toàn. Chúng tôi đã bố trí những cái bàn ở bên ngoài để chúng tôi sàng lọc bệnh nhân, nhất là khai thác về yếu tố dịch tễ, cái thứ hai là đo thân nhiệt và sát khuẩn tay nhanh, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân các cái khẩu trang để mới để tránh nguồn lây. Bài học lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở y tế trong những ngày qua, công tác phòng dịch tại các cơ sở y tế phải siết chặt trong từng khâu, từng bước. Chỉ một đơn vị sơ suất nhỏ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.